Hey, chào mừng tất cả các bạn quay lại với So sánh Smartphone. Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng mình xem chiếc điện thoại Samsung Galaxy A52s 5G có giá bao nhiêu và mua ở đâu thì rẻ nhất, ngon nhất, phù hợp nhất nhá. Rồi, ok, đầu tiên các bạn có thể mua ở Thế giới di động. Giá đây là 7.990.000, khuyến mãi bao gồm hai cái là đơn hàng từ 500k trở lên, nếu mà thanh toán qua ví Moka thì sẽ được giảm 400.000. Và thứ hai là nếu mà thanh toán quét QR code qua app ngân hàng thì sẽ được giảm 3% và tối đa là 100.000. Và từ ngày mùng 1 đến 30 tháng 6, nếu mà bạn mua sản phẩm nào có giá thanh toán cuối cùng từ 5 triệu trở lên thì khi thanh toán qua thẻ JCB các bạn sẽ được giảm thêm 500.000 nữa, nhưng mà chỉ áp dụng đối với những sản phẩm nào hiển thị thông tin khuyến mãi JCB thôi nhé. Ở đây sản phẩm này thì mình đã liên hệ trực tiếp chăm sóc khách hàng bên Thế giới di động và họ bảo là có được áp dụng cái khuyến mãi này các bạn nhé. Và họ bảo với mình là cứ sản phẩm nào hiển thị cái mục ưu đãi khi thanh toán giảm 500.000 này thì sản phẩm đấy chính là sản phẩm có khuyến mãi JCB nha. Ok, về bảo hành thì chính hãng 1 năm, không có gì thay đổi cả. Thôi chuyển kênh nào. Tiếp theo là bên Cellphone S, giá rẻ hơn một chút, 7.850.000, mà còn mỗi một phiên bản màu tím, mấy phiên bản kia chắc hết hàng rồi. Khuyến mãi thì ở đây thu cũ đổi mới trợ giá 300.000, còn mấy ưu đãi thêm nữa. Nếu mà bạn nào thích mua bên này thì có thể thông qua link trong phần mô tả vào xem. Bây giờ thì mình chuyển qua chỗ khác xem thử nhé. Vì đây còn mỗi màu tím chắc là các bạn không thích nên mình cũng lười nói quá. Ok, qua bên ClickBuy đi. Giá là 7.790.000 cho phiên bản 8/28GB, áp dụng đối với lại tất cả các màu. Thì quái là tiếng Việt thì để tiếng Việt hết đi, chỗ nào mình thấy cũng tiếng Việt mà đây màu thì lại để tiếng Anh nhỉ. Thôi kệ đi, đâu rồi. Khuyến mãi là giảm 500.000 khi thanh toán qua VNPay này, tặng gói bảo hành rơi vỡ 12 tháng, free ship, ưu đãi trị giá đến 1 triệu, thu cũ đổi mới trợ giá 1 triệu. Ngoài ra thì mua kèm tai nghe hay laptop thì các bạn sẽ được giảm giá thêm. Thì đấy, cái đấy thì các bạn nào có nhu cầu thì mua thêm. Để mình thử xem cái ưu đãi trị giá 1 triệu nó như nào nhé. Đây, một mã ưu đãi Golden Gate trị giá 500k. Không thấy hạn dùng nhỉ. À đây, có mục thời gian này. Ồ, hết hạn mất rồi còn đâu. Hết từ 15 tháng 2 rồi các bạn ạ. Thôi bỏ qua cái này các bạn nhé, chuyển kênh đi. Tiếp theo là bên Viettel Store, 7.690.000, cũng phiên bản 8/28GB cho các màu. Khuyến mãi thì có 4 cái, áp dụng đến hết 15 tháng 6. Thì hôm nay là ngày 11 rồi này. Đầu tiên là giảm 3.3 triệu thì đã trừ vào giá rồi, trả góp 0% này, giảm 5% sản phẩm gia dụng khi mua kèm điện thoại này, giảm 50% giá sim số đẹp nhưng mà không quá 200.000. Ok, nói chung là giá bên đây thì cũng mềm hơn mấy bên kia. Mà mình thấy khuyến mãi thì mấy bên kia, ví dụ như ClickBuy nó đa dạng hơn đấy. Thì nếu mà áp dụng khuyến mãi vào thì có vẻ là bên ClickBuy nó vẫn ngon hơn. Nhưng mà thôi cứ xem hết đã rồi mình kết luận sau nhá. Tiếp theo là bên Shopee, có giá là 7.890.000, có hai màu là xanh và đen. Ở bên này thì có cả bản 256GB này, mấy trang vừa xong là không chỗ nào có bản 256GB các bạn nhá. Full đánh giá 5 sao. Ok, nói chung là được, cũng Shopee Mall luôn. Còn Lazada thì sao ta? Lazada thì chỉ có phiên bản 8/28GB thôi, màu thì cũng đủ, giá 7.390.000, rẻ đấy nhỉ. 100% đánh giá tích cực này, có 11 đánh giá thôi, hơi ít ta. Xem sao nha. Đây, hình ảnh từ đánh giá với nhận xét cũng đều khá là tốt. Nói chung là mình nghĩ là các bạn cứ yên tâm mua đây cũng được. Rồi, nốt Tiki xong mình chốt đơn nhá. Tiki có giá là 7.690.000, bằng lại bên Viettel Store nhỉ. Bản 8/128GB nha. Shop này thì các bạn yên tâm luôn, Tiki Trending, chứng nhận official, 410k follow này, số sao đánh giá trung bình là 4.6/5. Như vậy là ok rồi. Ok, cơ bản thì mình kết luận lại như sau. Nếu mà bạn không quen mua bên Shopee, Lazada, Tiki đấy thì các bạn có thể mua bên ClickBuy hoặc là Viettel Store nhá. Cơ bản là cũng như nhau thôi. Nếu mà bạn muốn mua thu cũ đổi mới thì chọn ClickBuy nó hợp lý hơn. Còn mua mà kèm đồ gia dụng cho nó rẻ thì bên Viettel Store. Ngoài ra thì bạn có thể mua bên Thế giới di động nếu mà muốn đến tận nơi xem trực tiếp. Vì cái Thế giới di động này ở đâu nó cũng có mà. Với lại nếu mà bạn thanh toán được qua thẻ JCB ấy, thì cũng nên mua bên Thế giới di động nhá. Ok, còn nếu mà bạn muốn mua phiên bản bộ nhớ 256GB thì chỉ có Shopee thôi. Nếu mà 128GB mà mua bên mấy sàn thì chọn Lazada hay Tiki đều được. Vì tuy bên Lazada rẻ hơn nhưng mà nhiều bạn sẽ chưa yên tâm vì không thấy nó có chứng nhận uy tín tiêu chuẩn nào. Ví dụ như Lazada Mall này thì các bạn muốn yên tâm hơn thì qua Tiki, nó đắt hơn một chút thì giá nó cũng chỉ ngang với bên Viettel Store là nơi rẻ nhất rồi. Ok, như vậy là vừa xong mình và các bạn đã tìm ra nơi bán chiếc Galaxy A52s 5G rẻ nhất và phù hợp nhất với các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và có ích thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.